Những nàng hậu thừa hưởng danh quý của phụ huynh, Thùy Tiên hốt trọn nét đẹp của mẹ, mẫu thân Tiểu Vi vi sùa chẳng kém cạnh con gái. Mẹ Thùy Tiên, những hình ảnh về Thùy Tiên và mẹ ruột là bà Phạm Thị Gấm khiến khán giả đặc biệt chú ý. Hậu thời điểm diễu hành khi về nước lẫn sự kiện chào đón cô nàng tại sân vận động, nhan sắc mặn mà của mẹ nàng hậu đã khiến ai cũng phải bất ngờ. Bà chuộng với áo đơn giản nhưng những dịp đặc biệt cũng lên đồ điệu đà không kém ai. Trong những hình ảnh hiếm hoi đăng tải trên mạng xã hội, mẹ Thùy Tiên gây ấn tượng với người hâm mộ bởi sự thanh lịch và nền nã. Dù không còn ở lứa tuổi trẻ trung nhưng có thể thấy rằng mẹ Thùy Tiên vẫn giữ được những nét cuốn hút trên gương mặt, làn da trắng, nụ cười tươi tắn. Chưa kể Thùy Tiên cũng may mắn khi được duy trì rất nhiều nét đẹp duyên dáng của mẹ, từ đôi mắt to tròn cho tới khuôn miệng cười rạng rỡ. Mẹ Tiểu Vi, khán giả từng được dịp trầm trồ khi chứng kiến hai mẹ con Tiểu Vi cùng khoe sắc trong bộ ảnh mới. Có thể dễ dàng nhận ra Tiểu Vi được thừa hưởng rất nhiều gen rồi từ mẹ, đặc biệt là làn da trắng sứ cùng với những nét thanh tú trên gương mặt. Dù đã là U40 nhưng mẹ hoa hậu Tiểu Vi vẫn sở hữu vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung hơn rất nhiều so với lứa tuổi. Nhiều lần chia sẻ hình ảnh của mình cùng mẹ lên mạng xã hội, Tiểu Vi thường rất tự hào về mối quan hệ gắn bó với mẹ của mình. Chưa kể hoa hậu Tiểu Vi cũng từng đăng tải lên Instagram cá nhân cho rằng gương mặt tỷ lệ vàng không phải là điều cô tự hào nhất, mà nhờ vào bố mẹ cô nên cô mới có thể sở hữu được nhan sắc như thế. Tiểu Vi chia sẻ, điều mà Vi tự hào nhất trên gương mặt của mình không phải là có ngũ quan tỷ lệ vàng, mà là nhìn vào gương mặt sẽ thấy đường nét của bố, của mẹ hiện lên trên đó. Mẹ Huyền My, sau khi Huyền My giành Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, bà Lan Phương, mẹ của Huyền My đã tạm gác các công việc cá nhân để trở thành quản lý cũng như một người bạn đồng hành xuyên suốt cùng con gái trong các dự án. Thật ngưỡng mộ khi trong các sự kiện lớn nhỏ, khán giả luôn nhìn thấy mẹ Huyền My chăm sóc kề cận bên con gái yêu của mình. Sinh năm 1974 và đã bước qua tuổi U50, mẹ nàng hậu vẫn giữ được nét trẻ trung và đằm thắm. Bà thường xuất hiện trong phong cách ăn mặc giản dị, mái tóc xõa dài cùng nụ cười duyên. Huyền My còn từng bật mí rằng có lần khi hai mẹ con ra ngoài cùng nhau, có rất nhiều người còn lầm tưởng cả hai là chị em gái. Khán giả cũng tán thành ý kiến này bởi xem những hình ảnh của nàng hậu và mẹ trông không khác gì hai chị em. Mẹ Tú Anh, hình ảnh Á hậu Tú Anh và mẹ gắn bó trong các sự kiện lớn nhỏ đã không còn quá xa lạ đối với người hâm mộ sắc đẹp. Tuy nhiên, điều khiến mọi người đặc biệt chú ý chính là nhan sắc không tuổi của mẹ người đẹp gốc thủ đô. Dù sinh năm 1972 và đã ở độ tuổi U50, nhưng mẹ của Tú Anh vẫn sở hữu vóc dáng cân đối, nét đẹp quý phái cùng gu thời trang sang trọng. Theo nhiều người hâm mộ nhận xét, khi hai mẹ con người đẹp đứng chung khung hình với nhau, chẳng khác nào là hai chị em cả. Mẹ Tú Anh còn từng tâm sự bản thân rất hiểu cho những áp lực mà con gái mình phải chịu khi trở thành người nổi tiếng, nên cô luôn cố gắng bên cạnh động viên hỗ trợ Tú Anh như một người bạn. Bà bộc bạch, với tôi có con gái là điều tuyệt vời nhất, đôi khi thấy mình như trẻ lại, được sống lại với cảm xúc của mình thời con gái, cùng vui cùng buồn với con. Sau khi xem qua visual đỉnh cao của mẹ các nàng hậu, khán giả phải công nhận rằng để sinh ra những cô con gái xinh đẹp tài năng như vậy chắc chắn phải may mắn thừa hưởng được những danh quý từ hai đấng sinh thành. Nhiều fan còn chẳng ngần ngại nhận xét các cặp mẹ con cứ như chị em ruột vì sự trẻ trung của các quý bà này. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.